Thưa quý vị, liên quan đến thông tin mẹ con sản phụ tử vong do sinh thuận tự nhiên cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa biết được thông tin lan truyền trên Facebook này có thật hay không. Tuy nhiên trước các tác động to lớn của nó lên dư luận, ngày hôm nay 19 tháng 3, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Công an xác minh tính xác thực của các trường hợp sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên. Theo Bộ Y tế, gần đây mạng xã hội truyền bá phương pháp sinh đẻ thuận tự nhiên, hướng dẫn bà mẹ sinh con tại nhà tự chăm sóc không cắt dây rốn. Ngày 14 tháng 3, một tài khoản Facebook tên Minh Phương thông tin về một sản phụ tham gia lớp dạy sinh con thuận tự nhiên và đã tử vong cả mẹ lẫn con vì sinh tại nhà. Thông tin này lan truyền nhanh chóng gây hoang mang dư luận. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an điều tra xác minh mức độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên đã được đăng tải trên trang mạng xã hội bộ y tế cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông kiểm chứng độ xác thực thông tin từ tài khoản facebook minh phương các cá nhân tập thể nếu đăng tải thông tin thất thiệt phản khoa học là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật